xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24h Trading nhé. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2024. Buổi sáng Richard sẽ review và phân tích thị trường xu hướng giá vàng để cho mọi người có một cái video tham khảo ngày và trading được tốt nhất nha Đặc biệt là sau cái kế hoạch tuần, sau cái video tuần mọi người đã xem và có lập lên một cái kế hoạch trading của riêng mình đúng không ạ? Phiên ngày hôm qua là một cái phiên thứ hai đầu tuần thôi nhưng mà chúng ta đã có được những cái target cực kỳ tốt đối với giá vàng và rất nhiều các cái sản phẩm khác mà Richard support nữa. Và buổi tối ngày hôm qua cũng là một cái buổi live cực kỳ thành công của à, cái lớp trading free tháng 9 của chat buổi livestream thứ ba ngày nào chúng ta buổi nào chúng ta cũng livestream coi như là có được những cái target quá tuyệt vời rồi thế còn phiên ngày hôm nay giao dịch ấy, khi mà đi chất điểm về mặt tin tức nha trên trang là kinh tế chúng ta thì hôm nay duy nhất có một cái tin là biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ liên quan đến đồng rút thôi À, các bạn quan tâm đến đồng tiền AUD thì các bạn lưu ý cái tin này cho đi chat và những cái chiến lược trước đó thì chắc có chia sẻ cho mọi người về cái cặp tỷ giá AUD USD hay là NZD CAD hay NZD USD chẳng hạn thì hầu hết là đều có những cái target quá tuyệt vời rồi đúng không? Lát nữa thì Richard có review lại nhé bởi vì là có rất nhiều anh chị em là đánh những cái tập tỷ giá ngoại tệ ấy, thì Richard có chia sẻ rất là kỹ đúng không? Kể cả trong khi chúng ta tương tác khi thực chiến nữa. Còn tin tức thì đối với đồng đô la Mỹ thì hôm nay nó không có tin cho nên là chúng ta sẽ thuần theo kỹ thuật nhé. Bây giờ thì Richard sẽ quay trở sang cái biểu đồ thuần về phân tích kỹ thuật để xem là chỉ số DXY à, nó tăng trưởng và nó dừng chân như thế nào. Khi mà Richard nhận định cho mọi người trong cái video tuần ấy là tuần này thì có khả năng DXY nó sẽ rơi vào cái nhịp điều chỉnh và giảm. Thì riêng phiên ngày hôm qua thôi thứ hai đầu tuần nó đang sideways tại cái ngưỡng đỉnh của cái phiên ngày thứ sáu uh, sau bản tin non-farm tức là nó giảm một chút xíu thôi nhưng mà nó cũng không có tăng trưởng được và nó cũng chưa có chất xúc tác gì trong cái lúc này cả bởi vì thị trường thì vẫn đang tiêu hóa cái tin cái bản tin non farm thôi. nên hôm nay có khả năng là nó sẽ đẩy lên một nhịp nữa rồi có thể nó sẽ có một cái nhịp giảm nhá. Vì thế là các anh chị em mà có nương theo các cái chiến lược của Richard chat đã phân tích trong video tuần thì nên nhớ bám sát kế hoạch. À, đối với DXY thì à, nó đang tạo ra một cái mô hình cờ tăng, cho nên nó nó phải có một cái nêm sideways là điều đương nhiên rồi và biên độ nó rất là hẹp. À, chiến lược trong tuần này đối với DXY đó là gì? ạ à, Chúng ta chốt lời với các cái lệnh mua trước đó quá tuyệt vời rồi và có thể sẽ có một cái kế hoạch chia vốn bán xuống cái vùng bán thì các bạn có thể xem lại cái video tuần nhé bây giờ thì quay trở sang cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật đối với biểu đồ giá vàng đi ngày hôm qua chúng ta ăn rất nhiều vòng đối với vàng đúng không ạ buổi sáng ngày hôm qua chúng ta thực chiến đối với giá vàng bán ở vùng 48 đến 51 và mọi người thấy nó ta ghét về vùng gì À, 40, 42 mà cái biên độ bán của của đi chat cho mọi người nó quá là thành công rồi chưa kể rằng là thì có cái chiến lược mua lại trong biên độ từ 37 đến 41 trong bản phân tích kỹ thuật đi chat cũng đã up cho mọi người rất là sớm trên kênh telegram trong kênh signal nữa và nếu như mọi người mà mua vòng đầu tiên của mọi người thì mua được ở vùng 40 và 41 đúng không và cái vòng giá đấy thì nó tăng trưởng lên được ngưỡng cao nhất sấp xỉ chạm ngưỡng 60 À, 59 trên x và những cái vùng target của Richard như là 48 hay là 54 cho mọi người đặt hay là vùng 60 thì đó là những cái target tuyệt vời rồi chưa kể là có một cái kèo bán xuống ở vùng 535 cho đến 555 và SL60 may cũng kèo đấy là cái kèo nó không cắn và nó sập cực kỳ sâu khi chớm vào phiên Mỹ ngày hôm qua mọi người cũng nhận là hơn 7 giờ thôi mà nó sập trong vòng gần một tiếng đồng hồ và nó xuống tận ngưỡng gì 2638 cũng chính là cái ngưỡng mà tối ngày hôm qua Richard thực chiến cùng với lớp và chúng ta có một cái vùng bắt đáy rất là đẹp nữa Hôm qua thì buổi tối ngày hôm qua thực chiến Thì ăn đến mấy vòng cả bắt đáy mua lại Và cả sell xuống Riêng phiên ngày hôm nay nhé à, Các bạn đã thấy là trong một cái khung giờ M30 với H1 ấy, có phải là nó đang Sideway đi ngang đúng không Cho nên là giao dịch thì nó cũng thuần thôi Nó cũng không có khó khăn gì lắm trong giai đoạn này Và thị trường thì vẫn đang tiêu hóa tin tức à, Tuy nhiên thì vàng nó khó giảm sâu hơn Khi thông tin về căng thẳng địa chính trị Nhất là vùng Trung Đông nó vẫn còn dai dẳng như thế Nhưng mà mà trong các buổi tương tác và livestream thì đi chat có nói đây là những cái nhịp phân phối của thị trường nên có khả năng nó sẽ có những cái cú điều chỉnh sâu hơn thì các bạn nhớ bám sát và cảnh giác những cái cú thiên nga đen và những cái giai đoạn cuối năm nhé. Bởi vì bây giờ là chung là gần kết thúc cái tuần thứ hai của tháng 10 rồi, tức là sang tuần thứ hai rồi đúng không? À, những cái giai đoạn mà quý cuối là những cái quý rất là quan trọng đấy. Thì các bạn sẽ lưu ý những cái mà đi chat chia sẻ đó, bởi vì nó cũng sẽ hung thừa đâu để cho các bạn là có một cái kế hoạch nhưng mà vẫn phải nâng cao cái cảnh giác khi mà thị trường nó có những cái nhịp bất ổn à, riêng phiên ngày hôm nay à, buổi sáng thì đi chat làm video khá là sớm nhưng mà sẽ không có livestream cùng với cả nhà bởi vì cái này đi chat cũng có nói trong cái buổi livestream ngày hôm qua rồi vì cứ chat có việc cá nhân và đặc biệt nữa là khi mà các bạn xem video thì nhớ này à, nếu như có lướt sóng buổi sáng thì buổi sáng là phiên á với phiên âu buổi sáng là phiên Á này và sang đến phiên Âu thì các bạn có thể là canh cho Richard cái biên độ hôm nay là vùng 34 cho đến 37 nhé thì trong cái bản phân tích buổi sáng của Richard thì có thể vẫn áp dụng cái chiến lược ngày hôm qua nhưng uh, nó có thể tìm về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn nhé vùng hỗ trợ sâu hơn là cái biên độ vùng giá 25 nó có thể quay test lại cái vùng giá đấy cho nên mọi người thận trọng thì đấy là những cái vùng giá mà cơ hội cho các anh chị em mua Ok chưa? Kể cả lần này có mua nó có SL, mọi người có thể đặt là 20 hoặc 15 tùy nhưng mà nó có SL thì nó chấp nhận vui vẻ luôn. Bởi vì đó là một chi phí cho cơ hội nhé. Thế còn lại bán xuống thì quay trở lại cái vùng 55 đến 60 thì có thể là một cái biên độ bán xuống cho cả nhà. Ok chưa? Đây là Richard đã view tổng quan cho mọi người về một cái biên độ giao dịch trong ngày hôm nay. Thế còn lướt sóng khi mà Richard up cái video này lên thì các bạn thấy này buổi sáng nó gáp một cú lên nó chọc lên được cái ngưỡng 4950 sau đó nó rút chân tạo ra một cái cây nến đảo chiều ở đây đúng không ạ? Vậy thì có thể nó sẽ retest quay trở lại cái vùng 48 đến 50 nhá, 48 đến 50 thì các bạn có tìm kiếm một cái cơ hội bán xuống trong phiên á khi đi chat không có livestream cùng với cả nhà nhưng vẫn có thể có một cái cơ hội tìm kiếm cơ hội target được cho mọi người. Ở đây thì nó có một cái tam giác và cái đáy cao dần mọi người nhìn thấy cái kênh đáy đúng không thì có thể nó sẽ hồi lên ngày hôm nay thì mục tiêu hồi có thể lên vùng 5 x là điều đương nhiên rồi nhưng mà các bạn phải quan sát kỹ để, để mọi người thử khi mà mọi người thực chiến thì, thì nó sẽ là bám sát thị trường và nó tự tin hơn đặc biệt là khi có cấu trúc giá nhé rồi mua lên thì các bạn vẫn áp dụng theo cái chiến lược ngày hôm qua và sáng thì đi chat có gửi cho mọi người các bạn phân tích có thể là cái vùng 137 đến 40 sâu hơn nữa thì ngưỡng 55 nhé vẫn là một cái biên độ vùng mua cho mọi người À, ngoài vàng ra thì có rất nhiều các cái sản phẩm khác nữa trong đó thì với giá dầu Richard có thông báo là ai có thể chốt lời thì chốt lời còn ai mà muốn nương theo đi chat thì vẫn có thể giữ lên vùng gì 78 80 mọi người thấy hôm qua nó lên được ngưỡng 78.5 rồi Richard cũng đã chốt lời hết lệnh đối với giá dầu rồi nhé và chúng ta đã đạt một cái tập profit ít nhất là các bạn cũng có 1.000 đến 1.200 pip đúng không đây là xin chúc mừng cả nhà những anh chị em nào hôm nay mà đã chốt dầu rồi chốt hết rồi mà ăn được giá dầu thì Richard xin cho một cái nút like và chia sẻ nha để có được những cái lan tỏa cho những người sau nữa có những người có thể sẽ có được những cái chiến lược à, tốt như thế nữa bởi vì Richard là chia sẻ cho cả cộng đồng chứ không phải là cho một mình ai cả thì các bạn lan tỏa được là cái điều tốt nhất và kế hoạch đối với dầu của Richard thì không có trượt cái nào cả nhớ no. Cho nên mọi người cố gắng chúng ta tạo ra những cái giá trị lan tỏa cho người khác nữa Thì đấy là cái đi chat mà rất là đáng mừng rồi Và đối với giá dầu thì sau khi mà nó đạt lên ở ngưỡng 78.5 như này Thì có thể nó sẽ điều chỉnh quay trở lại một cái nhịp giảm Và cái nhịp giảm này thì đi cũng không khuyên mọi người bán nhé Và hãy là vẫn những là những cái nhịp cơ hội để điều chỉnh để chúng ta mua lên thôi Ngưỡng gần nhất mà các bạn có thể tìm cái cơ hội mua có thể là ngưỡng 73, 74 còn nếu như bán xuống trong trường hợp có những nhiều người rất là rất thích bán lướt sóng đúng không? Thì biên độ vùng 78 mà ngày hôm nay nó đóng cửa có một cái cây đúng như là đi chat nhận định là nó sẽ điều chỉnh ấy thì nó có cây nến giảm mạnh thì có thể là canh bán xuống tức là nó phải giảm rồi sau đó nó test đỉnh quay lại một lần nữa nó xác nhận sau đó là các bạn bán xuống thì lúc đấy các bạn lướt được chứ còn bây giờ mà chặn đầu tàu ấy bởi vì, vì à, đối với cái giá dầu nó đang rất là hưng phấn vào những cái giai đoạn cuối năm mà sau khi mà Fed kích thích nền kinh tế bằng cách là gì hạ lãi suất 0,5% rồi thì đương nhiên giá dầu nó có cơ hội tăng chưa kể là một cuộc họp của OPEC vừa diễn ra trong tuần vừa rồi nữa. đó là chất xúc tác cho giá dầu và Richard cũng đã nói trước là khi mà Fed họp à khi mà OPEC họp thì chắc chắn là giá dầu sẽ biến động mạnh và có thể có target cho chúng ta rồi các bạn thấy chuẩn đúng không ạ? Cho nên với giá dầu thì các bạn ưu tiên mua thôi nhé. Nó lướt sóng nếu mà muốn bán xuống thì khi và chỉ khi nào nó có những cái cấu trúc giảm rất là rõ ràng mà tạo đỉnh được thì các bạn có thể bán lướt xuống xuống những cái vùng giá mà chúng ta đang chờ mua. Bởi vì sao? Cái biên độ chúng ta chờ mua cũng khá là sâu đúng không? Thì cái khoảng cách đấy, cái profit của chúng ta cũng khá là ok thì các bạn có thể tham gia được. Đấy là với giá dầu nhé. Thế còn với Bitcoin, trong tuần trước thì Richard có chia sẻ cho mọi người một cái vùng mà chúng ta chờ bán là vùng 64 đến 64.5. Hôm qua thì quá tập trung cho con vàng cho nên là Richard có không có review cho mọi người cái, cái, cái cặp tỷ giá này mà hôm qua chỉ cho mọi người một cái chiến lược mua lên. Nhưng mà mua thì nó tăng trưởng nhanh quá. Mọi người thấy không ạ? Nó lên được thì 60 sấp xỉ 64.5 và sau đó nó cũng đạp trở xuống. Hôm qua thì có một số anh chị em mà hỏi Richard ngay trong buổi livestream là muốn bán rồi Bitcoin nhưng mà ăn vàng nhiều quá thì không tập trung thôi nhưng mà Bitcoin nó có cấu trúc đảo chiều và khi đạt lên đúng cái ngưỡng của cái chất kỳ vọng thì nó lên sau đó nó phản ứng rồi. Hôm nay thì khả năng là nó sẽ có thể nó sẽ giảm tiếp và nó giảm hết biên tức là nó quay lại cái vùng 60 hoặc là 60.5 gì đấy thì các bạn nếu như mà muốn bán xuống thì trừ khi nó có những cái nhịp hồi trong phiên hoặc là phiên Á hoặc phiên Âu được ạ. Thì có thể canh lại vùng 64 nếu như mà nó quay lại cái vùng đấy thì chúng ta bán xuống còn nhỡ đò thì thôi nhá trong trường hợp các bạn mà muốn vẫn muốn đánh xuống thì đi xây thì đấy là tùy cái việc mà quản trị vốn của mọi người chấp nhận rủi ro đúng không ạ còn trong khi mà nó quay về được cái ngưỡng vùng 60 có thể là một cái biên độ vùng cho mọi người chấp nhận rủi ro thì lướt sóng mua lại được nhé ừ, trước khi mà nó bứt phá qua cái vùng đáy này cái chat đang kỳ vọng là nó sẽ còn một cái nhịp tăng nữa rồi trước khi mà nó bứt phá và nó giảm một cái nhịp sâu hơn chẳng hạn đây là dưới đối với btc usd tức là với bitcoin thì có một cái vùng mua thì chắc chia sẻ cho mọi người rồi đấy hướng mũi tên thì đi chat có phân tích và trong bản word nó đều có nha cái bản này thì đi chat cập nhật trong kênh signal mọi người kể cả những học viên của Richard chat thì đều được ở trong đấy và có thể nhận được những cái này để chúng mọi người có thể tham khảo Ngoài ra đối với Bitcoin ra, đối với giá dầu ra chúng ta sang những cặp ngoại tệ Mọi người có thấy GUEU thì tuần trước chúng ta đã ghét quá tuyệt vời rồi đúng không? Tuần này thì chắc có cho mọi người một cái vùng mua đối với GU Nhưng mà ngày hôm qua nó gần đạt tới thôi chứ nó chưa đạt tới Thì hôm nay các bạn có thể vẫn chờ nhé, chờ mua đối với GBPUSD à, Tuần trước thì chúng ta bán thẳng cánh cò bay rồi đúng không? Bán rất nhiều kèo, kể cả bán những cái kèo breakout Tức là nó chưa phá cái vùng hỗ trợ này thì chat đã cho bán rồi Nhưng mà sang tuần này thì nó đang tạo đáy và có thể nó sẽ hồi cho nên là đi chat đang cho mọi người quay xem một cái chiến lược mua lên. Hôm nay thì phải chờ thôi, chứ còn bán xuống thì không có chiến lược nha. Điều Điều gọi là À có thể là cái vùng 1.303 là mùa gần nhất. 1.3 1.303 mọi người nhớ nhé Bây giờ đang ở giá gì 1.308 còn 50 pip nữa rồi Sâu hơn nữa thì có thể ngưỡng 1.30. Ngoài ra thì với EU cũng tương tự. EU thì chắc có chia sẻ cho mọi người cũng có làm có một cái vùng mua rồi nhưng mà phải chờ đợi thôi bởi vì sau khi những cái cú giảm sâu rồi nó đang sideways. quay nó đang sideways và tích lũy cho nên là chúng ta tạm thời ngồi ngoài biên độ nó quá hẹp chúng chẳng chả bỏ đánh làm gì để các bạn ngồi ngoài và nhận các cái kèo mà Richard chia sẻ cho mọi người kể cả trong video lẫn là trong live stream hay là trong thì, trong uh, tín hiệu về kênh signal Richard có gửi rồi thì mọi người có thể tham khảo để chúng ta có thể có những cái chiến lược tốt hơn đối với ngoại tệ EU thì theo bản bản thân Richard thì đang chờ 1.090 chắc có lẽ là nó phải cách hàng 7 tám chục pip nữa thì các bạn phải chờ thôi nhé đây là với EURUSD có chiến lược thì có thể Richard theo dõi được thị trường Richard cập nhật cho cả nhà Ngoài ra thì với cặp UZI hôm qua Richard có nhắn kèo rất là sớm trong kênh Telegram mà Đặc biệt là các bạn trong lớp học của Richard là có nhận được cái chiến lược bán xuống đối với lại GZUZI Và các bạn thấy hôm qua GZUZI nó sập rất là sâu đúng không? Kể cả trong cái video phân tích tuần thì Richard cũng đã nhận định cho mọi người là nó sẽ điều chỉnh Và hôm qua là một cái nhịp điều chỉnh cực kỳ tốt Thế thì với UZ khả năng ngày hôm nay nó sẽ hồi có thể nó quay trở lại nó test cái vùng 486 hoặc là test đỉnh nhé. Thì riêng ngày hôm nay có thể test vùng 486 hoặc 148.6 hoặc test đỉnh thì các bạn tìm kiếm một cơ hội đánh xuống rồi. À, trong trường hợp mà nó bứt phá luôn cái đáy này thì thôi chúng ta bỏ qua nhé. Yeah. Bứt phá luôn cái đáy này tức là chúng ta không có nó không có hồi lên để chờ bán ở trên này thì chúng ta bỏ qua đi. À, Richard sẽ cập nhật cho mọi người cái kèo này sau bởi vì với USD sẽ còn cơ hội bán cho mọi người chứ không phải chưa hết đâu. trong tuần này sẽ còn cơ hội bán tốt nhé. Đây là với cặp tỷ giá UZ Thế thì ngoài ra kể cả những cái cái đặt như chat lúc nãy có nói là chia sẻ về NUEU -E đúng không? Trên khung D cái này thì trong cái live stream của đi chat thì có chia sẻ cho rất nhiều anh em là đều biết rồi. Mọi người cơ hội bán này. đi chat không bật ra biểu đồ thôi nhưng bật ra biểu đồ thì lúc nào vẫn còn những cái điểm bán. Đây là những vùng kháng cự nhưng quan trọng là đi chat kết hợp chuẩn với tin. À, tức cho nên là với cấu trúc giá như này nó mới thành công ngay lập tức nó xuống sập rồi. Kể cả AUD, kể cả những cái cặp như là NZD, để các bạn thấy không? nó giảm rất là đẹp này thì những cái cặp tỷ giá này nó giảm mạnh rồi thì các bạn có muốn đánh ấy thì bây giờ cũng phải chờ nó hồi cũng phải chờ nó hồi ít nhất là 50% của cái biên độ mà nó đã đi như này thì các bạn mới đánh được Bởi vì cái này có chất các bạn mà tham gia các cái buổi zoom của đứa chất thì chắc có chia sẻ rất là kỹ và rất nhiều người có theo những cái cặp này thậm chí là tương tác hỏi đứa chất đều có đúng không thì các bạn muốn đi theo các cái buổi zoom thì có thể đăng ký với bạn support nhé à, link đăng ký hay phần mô tả ở dưới youtube có cả rồi các bạn muốn hỗ trợ như thế nào thì ở dưới phần mô tả của youtube đều có ok chưa vậy là ngày hôm nay thì đã làm video và xin kết thúc ở đây à, kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày trading thành công và hiệu quả sản phẩm chính của chúng ta tập trung đến chính là với cái giá vàng buổi sáng thì chat cũng sorry cả nhà là sẽ không thật chiến buổi sáng được bởi vì có việc cá nhân cho nên là mọi người sẽ nương theo video và mọi người có thể là gì? À, tự cho mình một cái chiến lược uh, trading trong ngày một cái kế hoạch trong ngày để có thể thành công tốt nhất bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà